À, bốn người đợi, đưa bánh trước lên đây. Để luôn. Đến trưa 31 tháng 8, lực lượng chức năng huyện Bù Gia Mập phối hợp với người dân địa phương đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12, nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích khi dắt xe qua suối. Nạn nhân là em T, 17 tuổi, học sinh lớp 12A1, trường trung học phổ thông Đắc Ơ, xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập. Trước đó, chiều 30 tháng 8, trên địa bàn xã Đắc Ơ xảy ra mưa lớn, kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, chị gái của em T là Lê Thị Mỹ Hạnh đi xe máy về nhà ở đội 4, thôn Bù Xia. Tuy nhiên, do thấy nước dâng cao, tràn qua suối, nên chị Hạnh bỏ lại xe máy bên khu vực cầu khỉ, rồi đi bộ về cách nhà khoảng 200 mét. Sau đó kêu T ra dắt xe về. Một lúc sau, em T ra dắt xe về. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, nước đang dâng cao, chạy xiết, nên nam sinh lớp 12 đã bị cuốn trôi. Nhận tin báo, chính quyền địa phương xã Đắc Ơ đã điều động công an, dân quân xã phối hợp với dân quân và nhân dân thôn Bù Xia trên 50 người tích cực tìm kiếm. Đến trưa 31 tháng 8 thì tìm thấy người và xe cách hiện trường nơi MT bị nước cuốn trôi khoảng 12 km.